Rồi, hello anh em. Chúc anh em có buổi sáng tốt lành. Chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hưng Phúc nha. Tiếp tục clip bán máy cũ cho anh em. Anh em ưng con máy nào thì alo cho mình nha. Số điện thoại đặt máy 0355 356 356. Cọc cho mình cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 Viettel. Nhắn cho mình mã số thẻ cùng với họ tên địa chỉ là mình sẽ gửi máy cho anh em nha. Tiền cọc thì anh em cứ trừ vào tiền máy lúc nhận được hàng. Tất cả các máy bán ra đều bao test cho anh em 1 tuần. Ok nha. Nếu lỡ mà chẳng may nó bị lỗi phải gì đó thì cứ gửi cho mình, đổi lại cái anh em máy khác hoặc là sửa chữa gì đó tùy ý ha. Ok, không dài dòng nữa, tiếp tục clip hôm nay giới thiệu con máy. Đầu tiên là con G2 Dream, con này là vỏ màu hồng này nè, G2 Dream nha. Đó, máy thì thay vỏ rồi, đẹp keng luôn. Giới thiệu chậm chạy để anh em chiêm ngưỡng được con máy, phải gì alo. Vỏ đẹp, sườn đẹp, kính đẹp. Con này màn hình 5 inch, RAM 1.5 bộ nhớ 8, pin 2600. Đó, nhanh gọn nha anh em ha. Máy thì hoạt động ok hết nha. Coi thử còn pin không? Rồi ok, còn pin. Đó. Màn thì sáng ok hết. Này nó coi thử phản quang nó có bị đốm không? Phản quang thì nhẹ nhẹ. Nói chung nó đốm nhẹ nhẹ. Rồi, chức năng ok. Con V2 Dream để anh em giá 730.000. 730k. Kèm sạc dưới dán người lực cho anh em đầy đủ nha. Rồi, tiếp theo clip là con máy Vivo Y51 nha anh em. Con này thay vỏ đẹp, anh em nhìn kỹ ha, đẹp keng luôn, kính đẹp nha. Vỏ này keng luôn. Y51 màn hình 5 inch, RAM 2.16, pin 2350, pin 2.3 đó nè. Máy chức năng xài ok, màn sáng đẹp. Xung quanh cái viền thì nó có những cái vết ố nhẹ nhẹ, do nói chung là cái màn này nó xài cũng lâu rồi mà màn ring mình chưa thay thế nên là như vậy nha anh em. Đó, chức năng thì ok hết ha. Y51 con này để anh em giá 950 thôi, 950k kèm sạc với dán lực cho anh em nha. G710 Việt Nam, con này vỏ hơi trầy này, chưa có thay vỏ trầy, đây sườn trầy suốt nha. Đó, này thôi. Đường cái kính đẹp này, kính suốt nhẹ lắm, lông mèo nhẹ thôi, không có xấu. Đó. Máy bán ra thì giá cường lực và kèm sạc cho anh em đầy đủ. G710 màn hình 5.5 inch, RAM 2.16, pin 3.300. Máy thì ngoại hình thì có xuất sắc, cho xài nói chung là G7 thì anh em biết là cũng lâu rồi, nhưng mà được cái là máy riêng nguyên, màn hình sáng đẹp nha anh em. Đó, màn hình sáng đẹp, mọi chức năng hoạt động thì trơn tru ok luôn nha anh em. Cho anh em coi cái cấu hình máy này. G710 ha. Ok, G710 máy riêng, RAM 2.16GB. Con này để anh em giá 1.350. 1.350 kèm sạc với dán lực cho anh em nha. Tiếp theo là một em Samsung A10S. Samsung A10S. Đây anh em. Vỏ xeo do xẹp lưng, có nhầm nhầm đó. A10S. Con này RAM 2 bộ nhớ 32 nha anh em, pin 4.000 ha. Đó. Kính đã dán cái lực rồi. A10S. Chức năng ok luôn. Con này để anh em giá 1950. 1950 nha anh em. Một em 6S Ring. Con này pin mới thay 100%. Còn tất cả là Ring hết. Pin 100% cho anh em luôn. Vân tay vân chân đầy đủ nha anh em. Nói chung con này là full vân nha.
không lỗi hết ha. Được cái là máy rinh luôn, vỏ đẹp tầm 97-98 đó, máy rinh luôn, chưa hề qua sinh chỉnh sửa thay thế gì hết nha em, chỉ mỗi viên pin thôi. 6S 32GB, con này là 32GB, mọi chức năng thì hoàn hảo nha. Mình có những con 6S rẻ nhưng mà con này thì nó full RAV, cái thứ nhất, cái thứ hai là máy rinh thì giá nó sẽ khác nha em, anh em nào mua được thì mua nha, không mua được thì bỏ qua. Đó, anh thích máy rinh đẹp thì như nó ha. 6S 32GB, con này là bán giá 2850 nha em, 285 nha, không biết được anh em. Còn có những con máy rẻ thì mình sẽ đăng sau. Ok cho anh em. Tiếp theo là em Vivo 1901 là Y15 anh em. Vivo Y15, máy riêng đẹp tầm 98. Máy thì ngoại hình như này anh em, cái màu xanh nhạt nhạt, nói chung là đẹp 98. Nguyên riêng xuất sắc, ghép nhẹ nhẹ thôi, còn như là ngoại hình là ok. Vivo Y1901 này, RAM 464 nha anh em. Con này RAM 464, màn hình là 6.35, pin 5000. RAM 464, nói chung là cấu hình xài ok. Đó, chức năng này không thể chê được ha. Y15, để anh em giá của nó là 2150, 2.150.000, kèm sạc gián lực rồi cho anh em rồi, ốp lưng có luôn cho anh em này. Ok nha, máy đẹp nha, 2150 nha. Tiếp theo là con Samsung A520 bán hàng, màu xanh nhạt. Con này thì sườn có nhem nhem nhẹ này, còn mấy chỗ khác là đẹp nha anh em, có nhem nhem nhẹ một góc thôi. Còn sườn rất là mướt, kính đẹp, vỏ đẹp, màn hình 5.2, RAM 3, bộ nhớ 32, pin 3000, pin 3000. Mọi chức năng là khỏi phải chê anh em, mấy con bán hàng riêng nguyên này xài rất là mượt nha. Test sơ mấy chức năng cho anh em coi thôi. A520, con này để anh em giá 1850, 185 kèm sạc gián lực rồi cho anh em rồi. Samsung A50 Việt Nam, con này là báo Việt Nam nha. Đây này có xuất sắc nhẹ nhẹ này, sườn này, nói chung máy riêng thì nói chung con này cũng có xuất sắc, chân sạc hơi trời trời đó. Tôi kỹ cho anh em xem, anh em khỏi lưng tanh. Nếp sau thì nhâm nhâm nhẹ thôi. A50 thì RAM 464, màn hình 6.4, pin thì 4000, kính thì đã dán cường lực rồi, gần như không có xước. Đó là bên dán màn hình đó, dán màn hình cho anh em rồi nha. Đó, màn sáng đẹp riêng nguyên. A50 nha anh em, chức năng không thể chơi được. Con này giá 3.2 nha, 3.2, dán cường lực kèm sạc cho anh em luôn. Samsung A720 bán hàng, A720, con này là sườn này, coi tôi có xuất sắc là nhiều không, sườn là có nhâm nhâm xước nhẹ, đó. Còn lại đẹp nha anh em, kính thì đã dán cường lực rồi, đẹp keng, lưng đẹp luôn, soi gương luôn, đẹp tầm 97-98, màn hình 5.7, RAM 3, bộ nhớ 32, pin 3600 nha anh em, pin thì 3600, đó. A720, màn hình lớn, xài sướng luôn, sườn có xuất sắc như vậy thôi, còn kính lưng đẹp keng nha anh em. A720 bán hàng màu đen, giá 2.2, giá 2.2 nha anh em, kèm sạc gián lực cho anh em đầy đủ. Tiếp theo là một em Samsung A30 bán hàng, máy đẹp keng luôn, tầm 97-98 luôn, sườn nè anh em, còn miếng garanti chưa lột luôn này. RAM 332 nha anh em, màn hình 6.4, pin thì 4000 đó, kính thì đẹp keng luôn, kính đẹp keng 99 luôn, khỏi phải nói luôn,
không có một vết trai nào luôn. A330 đó, máy thì đẹp keng luôn nè, mọi chức năng con này thì khỏi phải lo, hoàn hảo nha anh em. A30 để anh em giá 2.8 triệu nha, 2.8 triệu kèm sạc giá nguồn lực cho anh em luôn, máy đẹp keng sà beng luôn, không có trai suốt. Tiếp theo là một em Samsung A6 cộng Việt Nam, A6 cộng màn hình 6 inch, RAM 4/32, pin 3500. Đây sườn này anh em, kính nè, sườn đẹp nè, lưng này màu đen nha, có một vết nhăm nhẹ, còn như là tất cả đều đẹp hết, xài ok luôn. Đó, chức năng rất là nhiều. A6 cộng Việt Nam màu đen, con này để em giá 2.5 triệu, nhanh gọn luôn, giá 2.5 triệu nha, kèm sạc chắn lực đầy đủ. Nói chung máy bán ra thì mình để kèm đủ cho phụ kiện cho anh em xài thoải mái ha. Tiếp theo là một em Samsung Ribeiro Việt Nam, hàng KT là có bán hàng rồi nè, con này bán hàng nha. Màn hình con này là 5.5 inch, RAM 3/32, pin 3600 đó, sườn thì nói chung là tổng thể là quá đẹp, sườn đẹp nha anh em, vỏ đẹp luôn, riêng nguyên đẹp luôn, màn đã giá cực lực. Thôi được con pin không đó, Ribeiro bán hàng, màn khúc dưới có một tí lưu ảnh nhẹ, xoay xị kỹ mới thấy anh em, còn bình thường lướt qua không thể thấy được. Con này bán nhanh cho anh em giá nhẹ luôn nha, Ribeiro bán hàng riêng để anh em giá 1.8 triệu, 1.8 triệu kèm sạc giá cực lực cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy. Rồi clip này xin tạm dừng tại đây, anh em nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới của kênh mình em. Chúc anh em thành công nha, chào anh em, hẹn gặp lại clip ngày mai.